Ban chỉ đạo diễn tập huyện Đập Thạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Bắc Bình. Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 tổ chức chuẩn bị ứng phó sự cố cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, giai đoạn 2 thực hành ứng phó sự cố cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Thông qua diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo chỉ huy điều hành trong vận hành cơ chế, lực lượng phương tiện vật chất huy động đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp cùng nhân dân địa phương tham gia phòng cháy cháy rừng, bảo vệ rừng. Các lực lượng tham gia với trách nhiệm cao chấp hành nghiêm mệnh lệnh đoàn kết, cuộc diễn tập diễn ra an toàn đạt kết quả cao